Thầy xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em ở tiết khoa học. Như các em đã biết, tiếp theo chương vật chất và năng lượng là chương thực vật và động vật. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những vấn đề thú vị về thực vật và động vật trong thế giới tự nhiên xung quanh ta. Trước khi bắt đầu vào bài học, thầy mời các em cùng ngắm vẻ đẹp của một số loài hoa qua đoạn clip ngắn sau đây. Qua đoạn clip vừa rồi, các em thấy hoa đẹp lắm đúng không nào? Để biết được tại sao hoa lại có thể phát triển và duy trì đến ngày nay, thì ngày hôm nay, thầy và trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài 51 Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Hoạt động 1. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, nhận biết cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Thầy có hai bức hình. Các em sẽ quan sát và cho thầy biết tên của cây là gì, cơ quan sinh sản của cây đó. Ở bức hình số 1, đó chính là cây dong riềng. Cơ quan sinh sản của cây dong riềng là hoa. Ở bức hình số 2, đó chính là cây phượng. Cơ quan sinh sản của cây phượng cũng là hoa. Như vậy, các em hãy cho thầy biết cây phượng và cây dong riềng có đặc điểm gì chung nào? À, cây phượng và cây dong riềng đều là thực vật có hoa, cơ quan sinh sản là hoa. Các em có biết trên cùng một loại cây hoa, hoa được được gọi tên bằng gì không? Các em à, thực vật có rất nhiều loài có hoa đực, hoa cái, có những loài có hoa lưỡng tính,
Làm thế nào để phân biệt được hoa đực, đâu là hoa cái, đâu là hoa lưỡng tính? Thầy mời các em cùng quan sát hai bức hình sau đây. Phân biệt nhị hay còn gọi là nhị đực và nhụy hay còn gọi là nhị cái. Các em hãy cho thầy biết hình 3 và hình 4 là hoa gì. Chỉ vào nhị và nhụy của các hoa đó. Ở hình 3, đấy chính là hoa dâm bụt. Hình 4 là hoa sen. Các em cùng quan sát. Ở hoa dâm bụt, phần đỏ đậm, to là nhụy hay còn gọi là nhụy cái, có khả năng tạo hạt. Còn phần màu vàng nhỏ là nhị hay còn gọi là nhị đực, có khả năng tạo phấn. Ở hoa sen, phần chấm đỏ có lồi lên một chút là nhụy, còn nhị là những cái tơ nhỏ màu vàng ở phía dưới. Vậy ta thấy rằng nhụy và nhị có cùng trên một hoa. Đối với hoa râm bụt và hoa sen, người ta gọi đó là hoa lưỡng tính. Các em cần lưu ý nhé. Bây giờ, thầy sẽ thử tài các em quan sát hình 5A và hình 5B. Đây là hoa bông hoa mướp. Các em hãy cho thầy biết đâu là hoa mướp đực, đâu là hoa mướp cái. Tại sao em có thể phân biệt được? Ở hình 5A là hoa mướp đực, hình 5B là hoa mướp cái. Vì sao chúng ta biết được hình 5B là hoa mướp cái? Vì ở hoa mướp cái, phần từ nách lá đến đài hoa có hình dạng giống như quả mướp nhỏ. Các em cùng quan sát. Vậy hoa mướp đực có nhị hay nhụy và hoa mướp cái có nhị hay nhụy? Thầy mời các em cùng quan sát. Ở hoa mướp đực chỉ có nhị hoa, còn ở hoa mướp cái thì chỉ có nhụy hoa. Như vậy, hoa chỉ có nhị hoặc chỉ có nhụy là hoa đơn tính. Như vậy, khác với hoa râm bụt và hoa sen, hoa mướp trên cùng một hoa chỉ có nhị hoặc nhụy. Các em cần lưu ý nhé. Như vậy, qua phần hoạt động vừa rồi, thầy rút ra kết luận như sau. Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị. Cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy. Bây giờ, thầy và trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vào hoạt động thứ hai. Phân biệt hoa có cả nhị và nhụy. Với hoa chỉ có nhị hoặc nhụy. Thầy lấy ví dụ hoa có cả nhị và nhụy là hoa mai và hoa dâm bụt. Hoa chỉ có nhị còn gọi là hoa đực, hoặc hoa chỉ có nhụy còn gọi là hoa cái. Thầy lấy ví dụ hoa đu đủ và hoa bí. Ở hoạt động này, các em sẽ vận dụng kiến thức của mình và vốn sống. Các em sẽ tìm một số loài hoa và điền vào bảng này nhé.
Bây giờ thầy sẽ cho các em xem một số hình ảnh về hoa có cả nhị và nhụy. Đó chính là hoa mai và hoa dâm bụt. Hoa chỉ có nhị hoặc nhụy, đó chính là hoa đu đủ và hoa bí. Các em cùng quan sát. Như vậy, qua hoạt động vừa rồi, thầy có kết luận sau đây. Một số cây có hoa được riêng, hoa cái riêng, người ta gọi là hoa đơn tính. Ở đa số cây khác, trên cùng một hoa có cả nhị và nhụy, người ta gọi là hoa lượng tính. Bây giờ, thầy và trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hoạt động thứ ba, tìm hiểu về hoa lượng tính nhé. Các em hãy quan sát hình vẽ sau và cho thầy biết các bộ phận của hoa lượng tính. Các bộ phận của hoa lượng tính gồm có nhị. Nhị sẽ gồm có bao phấn và chỉ nhị. Các em cùng quan sát, đây là bao phấn và đây là chỉ nhị. Nhụy sẽ gồm có đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy và noãn. Các em cùng quan sát, đây là đầu nhụy, còn đây là vòi nhụy, và đây là bầu nhụy. Cuối cùng, đây chính là noãn. Như vậy, qua các hoạt động vừa rồi, thầy có một kết luận như sau. Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị. Cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy. Một số cây có hoa đực riêng, hoa cái riêng, ở đa số cây khác trên cùng một hoa có cả nhị và nhụy. Và đây cũng chính là ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 105 mà các em cần phải chú ý. Thầy cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Thầy chúc các em chăm ngoan học tốt. Các em à, các em cần lưu ý chúng ta phải giữ gìn sức khỏe và hạn chế đi ra đường nhé. Thầy xin chào tất cả các em.